Chúng ta bước vào cái học thứ hai, ta nghiên cứu về chuyển động thẳng đều. Về chuyển động thẳng đều là gì? Đó là chuyển động trên một quỹ đạo là động thẳng, giả sử từ A đến D. Còn từ đều ở đây có nghĩa là vận tốc của vật tại mọi vị trí trên cái hành trình này là như nhau, và vận tốc của nó tại mọi thời điểm cũng đều là như nhau, không có gì thay đổi. Nên ta định nghĩa đó là chuyển động trên cái quỹ đạo. Làm cái bản thân và có vận tốc không đổi. Theo thời gian hoặc theo vị trí thì những cái chuyển động như vậy được gọi là chuyển động thẳng đều, và có lẽ các em cũng không quá khó để hình dung về cái chuyển động này. Vấn đề thứ hai đấy là công thức tìm quãng đường trong chuyển động thẳng đều. Trong bài toán về chuyển động, chúng ta có công thức quen thuộc là vận tốc thì bằng quãng đường trên thời gian. Vậy ta có thể viết lại thành quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Để lấy ví dụ, một vật chuyển động với vận tốc là 15 km/h thì quãng đường mà nó đi được sẽ được tính theo công thức F bằng 15 nhân với t. Sở dĩ người ta chuyển sang công thức F bằng V nhân với T thay cho V bằng F trên T với hai cái lý do. Thứ nhất là trong cái chuyển động thẳng đều thì V là một hàm số, như vậy F là một cái hàm số phụ thuộc vào T. Viết T ta sẽ tính được cái quãng đường từ. Thứ hai, viết ở dạng này nó cũng giống như Y bằng A nhân với X, với Y ở đây được quan niệm là quãng đường, A là vận tốc và X là biến số tương ứng như T ở đây. Và hồi học cấp 2 các em đã biết là đồ thị của hàm Y bằng AX là một cái đường thẳng đi qua một tọa độ với hệ số góc là A. Vậy đồ thị của hàm F bằng VT cũng sẽ là một cái đường thẳng đi qua một tọa độ với hệ số góc là B. Qua đó nó giúp cho ta xử lý các cái bài toán về chuyển động hỗn hợp của nhiều vật một cách dễ dàng hơn, và các em sẽ hiểu rõ về ý nghĩa của nó qua các cái bài tập ở phần sau. Thứ hai, à xin lỗi, thứ ba, ở đây ta lưu ý cái phần hai là F bằng V nhân T. Thứ ba đấy là phương trình chuyển động của hàm. Một cái vật chuyển động thẳng đều, ta gắn nó lên cái hệ trục tọa độ mỗi chiều dương từ O đến X. Không phải ta ở thời điểm T bằng 0 vật cũng ở cái góc tọa độ O đâu. Có thể ở thời điểm T bằng 0, tức là vật bắt đầu chuyển động, lúc nó đang cách góc tọa độ O một khoảng là x thì không nào đấy. Nó chuyển động từ thời điểm T bằng 0 cho đến thời điểm T bất kỳ ở đấy thì nó đi được quãng đường là nhất. Như vậy ở thời điểm T nào đó và đang ở vị trí x gì trên cái hệ quy chiếu của x. Do vậy nhìn vào đây như thế này, x là cái vị trí của bạn, tức là vị trí của nó so với của bạn, thì x sẽ phải bằng x không cộng với f, hay nó bằng x0 cộng với
v nhân t. Nên ta có phương trình chuyển động x bằng x không cộng với v nhân t. Thì lưu ý là ý nghĩa của nó đây, x không là vị trí của vật tại thời điểm t bằng không, tức là t bằng không ta đặt cách của tốc độ một khoảng là bao nhiêu, cụ thể đây là x không. V là vận tốc chuyển động của vật, t là thời gian mà vật chuyển động. Với x không và v đã biết thì x sẽ là hàm số của t. Do vậy từ x bằng x không cộng với v nhân t nó cũng chẳng khác gì việc y bằng b cộng với a nhân với x. Với b và a đều đã biết, nếu x nếu biết x ta sẽ tìm được y, có nghĩa y là một hàm số của x. Mà hồi học cấp 2 nhé, em đã biết là đồ thị của hàm y bằng a x cộng b là một đường thẳng. Đường thẳng này không đi qua vòng tọa độ mà nó cắt cái OI tại cái điểm có tung độ là B. Và nó có hệ số góc đúng bằng A. Vậy nếu chuyển sang đồ thị sự phụ thuộc của X vào T thì lúc đó nó cũng sẽ phải là một đường thẳng có hệ số góc là V. Và tại thời điểm T bằng 0 thì X cũng bằng 0. Xin lỗi, x bằng x không có nghĩa là đồ thị x phụ thuộc vào t sẽ cắt cái trục OX này tại cái vị trí x không. Đấy là đồ thị của nó. Và ý nghĩa của nó ta sẽ được hiểu một cách đầy đủ hơn thông qua các cái ví dụ mà ta sẽ xét sau đây. Ví dụ số 1, hỏi phương trình chuyển động của một chất điểm dọc trục khối có dạng phương trình chuyển động của chất điểm dọc theo trục khối có dạng là x bằng 4t trừ 10. Trong đó x được đo bằng đơn vị km, còn thời gian được đo bằng giờ. Hãy tính quãng đường mà chất điểm đi được sau 2 giờ. Tính quãng đường đi được sau 2 giờ. Quãng đường mà bạn đi được F thì bằng V nhân với T. Ở đây T ta đã biết là 2 giờ, ta cần phải tính V để xác định F. Em nhìn vào cái phương trình chuyển động này, từ x bằng 4t trừ đi 10, ta viết lại cái dạng căn thuộc là trừ 10 cộng với 4t. Nó giống như x bằng x0 cộng v nhân t, nhưng có điều hơi lạ là em nhìn thấy trừ 10 ở đây có nghĩa là gì? Tôi nghĩ như thế này là đây là vòng tròn O, chiều dương từ O đến x. Tại thời điểm t bằng 0 vẫn đang ở vị trí x0, mà cụ thể đây là ở vị trí cách gốc tọa độ O là 10 kg đây. Ở đây là trừ 10 và nó tiếp tục chuyển động theo chiều dương. Nếu nhìn vào cái phương trình này đấy, đầu bài cho ta biết x được tính bằng km thì lúc đó em hiểu là V đây bằng 4 sẽ phải là 4 km trên giờ. X bằng km, t bằng giờ thì vận tốc V phải bằng 4 km trên giờ. Do vậy
F sẽ bằng V nhân T và bằng 4 nhân V2 đây bằng 8 km. Đây là ý này. Ý B người ta có thể hỏi em thêm thế này. Hỏi sau 2 giờ vật đang ở vị trí nào? Đến đây là công thức tính vị trí của vật theo thời gian. Với x bằng trừ 10 cộng 14 t thì sau 2 giờ tức là với t bằng 2 ta được x bằng trừ 10 cộng 14 nhân 2 hay bằng trừ 2. Vậy là vật đang ở cách gốc tọa độ 2 km nhưng về phía âm, nghĩa là thế này mà. Nên là tọa độ ở thời điểm ban đầu t bằng 0 là lúc chúng ta bấm đồng hồ thì vật đang ở vị trí cách gốc tọa độ và ta quy ước là 10 km và âm 10. Nó tiếp tục chuyển động theo chiều dương, sau 2 giờ nó đi được thêm được 8 km. Vậy cộng thêm 8 km nữa thì sau 2 giờ nó đang ở vị trí cách gốc tọa độ 2 km theo chiều âm. Nên lúc đó ta bảo vật đang ở vị trí âm 2 km. Bước sang đến ví dụ số 2. Một ô tô xuất phát từ địa điểm cách bến xe 3 km đi từ vị trí cách bến 3 km trên một đường thẳng chạy qua bến xe và chuyển động với vận tốc 80 km/h. Đi ra hướng xa bến xe, chọn bến xe là đầu mở. Chọn thời điểm ô tô xuất phát là mốc thời gian. Mốc thời gian là lúc xuất phát. Chiều chuyển động ô tô làm chiều dương. Chiều chuyển động của ô tô là chiều dương. Hãy viết phương trình chuyển động của xe. Viết phương trình chuyển động. Viết phương trình chuyển động có nghĩa là ta phải làm cái việc gì? Nghĩa là ta phải viết phương trình x bằng y0 cộng với vt này. Bây giờ ta phân tích này. Ô tô đi từ vị trí cách bến xe 3 km mà ta đã chọn bến xe là gốc tọa độ. Vậy đây là bến xe, nó trùng với gốc tọa độ 1. Chiều chuyển động của xe là chiều dương, nó đi từ ô theo chiều dương khối. Nhưng ở thời điểm ban đầu t bằng 0 ấy, nó không ở bến xe đâu mà nó đang cách bến xe 3 km. T bằng 0 là lúc nó cách bến xe 3 km và nó chuyển động đều với vận tốc 80 km/h. Do vậy ở cái thời điểm t là đó thì nó đang cách bến xe của quả là x. X sẽ bằng gì? X sẽ bằng x0 cộng với f của quãng đường đi được, tức là x0 cộng với v nhân t. X0 bằng gì? X0 là vị trí của vật tại thời điểm t bằng 0. Tại thời điểm t bằng 0 thì vật ở vị trí cách gốc tọa độ 3 km. Nên từ đây ông đọc ra được
x0 ở 3 km. V được bài cho ta biết là 80 km trên giờ. Do vậy, phương trình chuyển động là x bằng 3 cộng với 80 nhân với V. Ta hoàn thiện cái ví dụ số 2. Ta sang cái ví dụ số 3. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km. Có hai ô tô xuất phát chạy cùng chiều nhau. Ô tô 1 đi từ A. Ô tô 2 đi từ B. Và cùng lúc cùng chiều ở đây là từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h. V1 bằng 54 km/h. Vận tốc của ô tô thứ hai là V2 bằng 48 km/h. Chọn A là mẫu. Tức là đã mất tọa độ đấy. Gốc thời gian là lúc hai ô tô xuất phát. T bằng 0 là lúc hai xe xuất phát. Chiều dương là chiều chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động. Đồ bài yêu cầu ta và ứng nghiệm sau A là hãy viết phương trình chuyển động của một xe. Phương trình chuyển động của một xe ý B là hãy tính thời gian và vị trí mà hai xe vào nhau. Từ hai điểm A và B mà ta giải A trước nhé. Hai điểm A và B cách nhau 10 km. Một ô tô đi từ A, đồng thời lúc đó một ô tô khác đi từ B nhưng đi cùng chiều. Đồ bài cho ta biết là ta phải lấy gốc tọa độ O trùng với vị trí A, và chiều dương là chiều chuyển động của hai xe, tức là trùng với chiều từ A đến B. Thời điểm bắt đầu T bằng 0 là lúc hai xe bắt đầu chuyển động. Ý A, hãy viết phương trình chuyển động của một xe. Với xe thứ nhất, ta gọi nó là x1. Sẽ bảo x0 cộng với b nhân t. X0 là vị trí của xe 1 tại thời điểm t bằng 0. Ở thời điểm t bằng 0, xe 1 đang ở vị trí A. Trùng với gốc tọa độ nên x0 bằng 0. Cộng với b nhân t, v đây là vận tốc của xe 1, 54 km/h, nhân với t thời gian là chuyển động. Thứ hai là xe 2 sẽ có phương trình là x2 bằng x0 của xe 2 cộng với v2 nhân với t. Tại thời điểm bắt đầu t bằng 0 thì xe b
xe đi từ B đấy đang nằm cách gốc tọa độ của quả là 10 km nên x không thể nào được cộng với vận tốc của xe thứ hai là 4,8 nhân với thời gian t. Em lưu ý là x không của chúng thì khác nhau, v của chúng thì khác nhau, nhưng t thì như nhau vì t bằng không là lúc cả hai xe đều chuyển động. Đây là phương trình chuyển động của mỗi xe. Ta sang đến ý bên, hãy tính thời gian và vị trí hai xe gặp nhau. Em hình dung hai xe xuất phát đồng thời cách nhau 10 km, xe sau đi nhanh hơn xe ở phía trước thì sẽ có thời điểm mà chúng gặp nhau. Vị trí của chúng gặp nhau ta gọi nó là CN. Chúng gặp nhau có nghĩa là vị trí của xe 1 phải trùng với vị trí của xe 2 ở vị trí xe 1 gặp xe 2 thì x1 tức là vị trí của xe 1 phải bằng x2 là vị trí của xe 2. Điều này tương đương với 54 t thì cộng 10 cộng 48 t hay em được kết quả là đến 54 t trừ 48 t là 6 t thì bằng 10 hay t bằng 10 phần 6 thêm 5/3 giờ. 5/3 giờ em có thể đổi thành 1 giờ cộng với 2/3 giờ tức là 1 giờ 2/3 giờ là 40 phút. Ta nói rằng chúng gặp nhau tại thời điểm 5/3 giờ hay 1 giờ 40 phút tính từ thời điểm chuyển động. Tính thời gian và vị trí nào? Chúng gặp nhau ở vị trí nào? Thì thời điểm t bằng 5/3 giờ là x1 bằng x2. Cho nên muốn biết hai xe đang ở vị trí nào, ta chỉ cần lấy t thay vào x1 hay x2 đều được. Nếu xét về vị trí gặp nhau thì khi đó x1 bằng x2 bằng 54 nhân với t ở đây ta vừa tính được 5/3 thì đây chính là cái vị trí mà hai xe gặp nhau. Chúng ta sang đến cái ví dụ số 4. Xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ. Xe máy đi từ A lúc 6 giờ. Với vận tốc của xe máy ta ghi là V1 bằng 40 km/h. Để đi đến B. Còn ô tô đi từ B lúc 8 giờ và chạy với vận tốc ta gọi là V2 bằng 80 km/h theo cùng chiều với xe máy. Coi chuyển động của xe máy và ô tô là thẳng đều, khoảng cách giữa A và B là 20 km. Chọn A là mẫu, tức là A là chọn là mẫu tọa độ.
Chọn thời điểm 6 giờ là mốc thời gian. Tức là T bằng 0 là lúc xe máy xuất phát. Và chiều dương là chiều từ A đến B. A. Hãy viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của xe máy và ô tô. Viết công thức tính quãng đường. Và phương trình chuyển động của hai xe. Ý B xác định thời điểm và vị trí mà ô tô quyền kịp xe máy. Và vị trí mà ô tô đuổi kịp xe máy. Chúng ta có cái ô tô và một xe máy. Xe máy thì đi theo chiều từ A cho đến B, còn ô tô thì đi từ B cùng chiều với xe máy. Đồng bài cho ta biết là ta phải chọn cái A này là mốc còn ô, và chiều dương là chiều chuyển động của hai xe, tức là chiều chạy từ A đến B trùng với chiều dương của trục cuối. Ý A, hãy viết công thức tính quãng đường và phương trình chuyển động. Về quãng đường, trong chuyển động thẳng đều thì F bằng V nhân với T, nên nếu của xe máy ta gọi là F1 thì F1 sẽ bằng V1 nhân với T. V1 ở đây là 40 nhân với T. Đối với ô tô ta gọi là F2, cũng F2 thì bằng V với T. V2 ở đây là V của ô tô, nó bằng 8, xin lỗi, là vận tốc của ô tô là 80 km. 80. Nhưng em lưu ý là ô tô thì chuyển động sau xe máy 2 giờ nên ta không thể sử dụng chung cái tên được. Em cần phải nhớ là lúc ô tô chuyển động là 2 giờ, xin lỗi, là 6 giờ, thì sau đó lúc 8 giờ xe máy chuyển động lúc 6 giờ thì đến 8 giờ ô tô mới chuyển động. Vậy thì thời gian mà ô tô chuyển động kéo thời gian của xe máy là 2 giờ. Vậy thời gian ô tô chuyển động sẽ bằng thời gian của xe máy trừ đi 2. Nếu thời gian của xe máy là T thì thời gian của ô tô phải là T trừ đi 2. Nên F của ô tô phải bằng 80 T trừ 160. Thứ hai là phương trình chuyển động. Em nhớ là ta cần phải xác định cái phương trình x bằng x0 cộng với v nhân t. Đối với xe máy ta gọi nó là x1. Thời điểm bắt đầu t bằng 0 là lúc hai xe bắt đầu chuyển động, tức là xin lỗi, là lúc xe máy bắt đầu chuyển động, tức là lúc 6 giờ được quy về 0 giờ. X0 là vị trí của vật lúc t bằng 0. Như vậy, tại thời điểm t bằng 0, xe máy có x0 bằng 0. V là vận tốc của xe máy, nó sẽ bằng 40 nhân t. Còn đối với ô tô, ta gọi nó là x2. Bằng gì? Tại thời điểm ban đầu t bằng 0, ô tô không nằm ở góc tọa độ
mà lúc xe máy bắt đầu chuyển động, tức là t bằng không ô tô đang cách tốc độ của quả là 20 km, nên x không của ô tô phải là 20 cộng với quãng đường ô tô đi được là 80 t trừ 160, hay là viết gọn lại thành x 2 bằng 80 t trừ 100. Ta xong cái ý A. Ta sang ý B. Xác định thời điểm và vị trí mà ô tô đuổi kịp xe máy. Em nhớ là xe máy di chuyển trước nhưng với vận tốc nhỏ hơn, sau 2 giờ nó vượt quá B. Rồi B mới bắt đầu chuyển động. Nhưng xin lỗi là ô tô mới bắt đầu chuyển động từ B, nhưng do ô tô đi với vận tốc lớn hơn trên đến một cái vị trí nào đó, ta gọi là C, ô tô sẽ lại đuổi kịp xe máy. Thì khi mà ô tô đuổi kịp xe máy, hay là cái khác mà chúng ta gặp nhau đấy, có nghĩa là lúc này chúng ta ở cùng một cái vị trí thì tương đương với x1 bằng x2, tức là vị trí của xe máy cũng trùng với vị trí của ô tô, trùng với một cái vị trí C ở đó trên trục của x. Do vậy em sẽ có là 40t thì bằng 80t trừ đi 140, hay em sẽ được là 40t bằng 140. Tương với t bằng 140 chia cho 40, tức là bằng 7 chia cho 2 bằng 3,5. Vậy ta kết luận là suy ra sau 3,5 giờ tính từ lúc chuyển động thì ô tô đuổi kịp xe máy. Vấn đề thứ hai nữa là ô tô đuổi kịp xe máy ở vị trí nào? Ở thời điểm t bằng 3,5 thì ô tô đuổi kịp xe máy, lúc đó x1 bằng x2. Nên nếu xét về vị trí mà chúng gặp nhau, tức là vị trí mà ô tô đuổi kịp xe máy, khi đó x1 phải bằng x2 và bằng 40 nhân với t là thời gian mà chúng đuổi kịp, tức là nhân với 5, xin lỗi là nhân với 3,5, hay bằng 140 km. Vậy ô tô đuổi kịp xe máy ở vị trí cách tốc độ đầu là 140 km. Thế trên đây là lý thuyết và những bài tập rất cơ bản về chuyển động thẳng đèn. Và theo dõi các video tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các em giải những cái bài tập nâng cao hơn về chủ đề này.